toàn thể quý vị đến với buổi giao lưu văn nghệ và biểu diễn giao lưu nghệ thuật ngày hôm nay. Chúng gối của mình xuống, hạ thấp mông, quay trở về tư thế cái ghế.
rồi nhẹ nhàng hạ thấp hai bàn tay của mình đặt cạnh hai bàn chân, đồng thời duỗi thẳng hai gối, thả lỏng thắt lưng, vai, đầu vùng cổ của mình. Ta xòe bàn tay của mình ra, trùng gối hạ mông, hít vào một hơi thật sâu, ta bật hai chân của mình ra sau. Thở ra, ta nhẹ nhàng khép sát khuỷu tay, hạ thấp thân người của mình xuống. Rồi hít vào, ta quay trở về với tư thế chó ngửa mặt, nâng ngực của mình lên, mở vai. Thở ra nhẹ nhàng, tì sát ức bàn chân và nâng mông của mình lên cao, ta quay trở về tư thế quê ngược. Bây giờ hít vào, tiếp tục nâng cao vùng chân phải của mình lên. Thở cho ta nhẹ nhàng, bước toàn bộ vùng chân phải vị trí giữa hai bàn tay. Hít vào, nâng cao cổ súng, vươn xài tay và đẩy vai lên cao, ta quay trở về với trường tấn cao. Thở cho ta nhẹ nhàng, hạ thấp hai bàn tay của mình xuống hàm. Hít vào và bước toàn bộ vùng chân phải của mình ra sau. Thở ta nhẹ nhàng, khép sát khuỷu tay, hạ thân người của mình xuống, chaturanga. Hãy hít vào và nâng lồng ngực, vươn xài cổ của mình lên. Thở nhẹ nhàng, tì sát ức bàn chân và nâng mông của mình ở vị trí nền cao. Tiếp theo, hít vào, nâng cao vùng chân trái của mình lên. Thở thật nhẹ nhàng, bước chân trái của mình vị trí giữa hai tay. Hít vào, nâng cao cổ xuống, vươn xài tay và đẩy vai của mình cao lên. Thở ra thật nhẹ nhàng, hạ thấp hai bàn tay của mình xuống hàm. Hít vào, bước toàn bộ vùng chân trái của mình ra sau. Thở ra nhẹ nhàng, khép sát khuỷu tay và hạ thân người của mình xuống. Hít vào, tiếp tục quay về tư thế chó ngửa mặt, nâng ngực, mở vai của mình lên. Thở ra nhẹ nhàng, tì sát ức bàn chân và nâng mông của mình ở vị trí nền cao nhất. Rồi tiếp theo, hít vào, nâng cao vùng gót chân, trùng gối, kéo mông của mình ra sau. Thank you.
You
को दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा न हो तेरे बिना हर सांस बिना तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो जान भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो साथ मेरा है नसीब जुड़ा तुझे पाके अधूरा न रहा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी có một tiết mục biểu diễn tràn đầy sức sống. Một lần nữa xin cảm ơn các chị đã mang lại tiết mục tuyệt vời vừa rồi.
chúng ta như vừa được lên vùng cao và say đắm trong một rừng mơ nở trắng. Cho cánh Hồng Vai và đội Đông Sơn. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan. Vời nhất thế gian là em, khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa ta, cánh hoa ta, dưới chân đá, dưới chân đá, là cả tuổi xuân rơi theo môi tình, xưa rơi trên cánh lụa. Sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn, dưới chân đá, dưới chân đá, là cả tuổi xuân dây theo môi tình nàng không cho mình. Em vẫn đang chiến đấu và sẽ cố gắng hết mình. Dạ. Chẳng còn là chút hồn nhiên, ánh mắt của nàng chắc chắn buồn phiền. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vẫn tan. Hẹn nhau nơi cuối cuộc đời, sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời. Mà đời đâu như trong mơ, để lại bơ vơ nỗi đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị biết mà
một phần quà chị ạ. Vâng, và dành một tràng pháo tay thật động viên cho đội chiến thắng của ngày hôm nay, đội Mặt Trời. Thưa quý vị, xin mời tất cả các đại diện đội thi chúng ta nán lại phía trên sân khấu. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với một phần đặc biệt, đó là phần thả bóng bay trên bầu trời kia. Và thưa quý vị, bóng bay rất nhiều màu sắc, chính là những thành tích xuất sắc mà chúng ta đã đạt được trong năm 2020 vừa qua. Đồng thời, đó cũng là những chùm bóng bay chứa những ước mơ của tất cả chúng ta năm 2021. Và xin mời tất cả các anh các chị, chúng ta có thể bước lên sân khấu. Ngay sau đây, xin mời tất cả anh chị, chúng ta cùng chụp ảnh lưu niệm và thả những chùm bóng bay lên bầu trời để nhằm mong ước năm 2021 là một năm tràn đầy năng lượng và hạnh phúc.